Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dầu xoa bóp xin xin Hàn Quốc ở giúp điều trị giảm các cơn đau nhức xương khớp rõ rệt. Ở khi nhắc tới dầu xoa bóp xin xin của Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những công dụng của nó chẳng hạn như là dùng cho các vết va đập bầm tím do hoạt động hay là các vết côn trùng cắn Tuy nhiên thì một công dụng tuyệt vời của loại dầu này mà chúng ta cần phải nhắc đến đó chính là hỗ trợ điều trị dứt điểm các cơn đau nhức xương khớp. Mọi người thì thường nghĩ là đau nhức xương khớp chỉ xảy ra ở người cao tuổi. À, tuy nhiên thì ngay cả người trẻ khi trái gió trở trời cũng có thể là xuất hiện các cơn đau nhức này. À, và có rất nhiều người thì chọn cách là uống thuốc hay là nhiều người thì chọn cách là dùng các loại dầu à, hoặc là rượu thuốc tự ngâm để xoa bóp giảm đau nhưng nếu như sử dụng những loại rượu thuốc tự ngâm trong thời gian dài thì có thể gây ra các biến chứng mà chúng ta không thể lường trước được chính vì vậy mà dầu xoa bóp xin xin đến từ hàn quốc trở thành một trong những giải pháp tối ưu được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những ưu điểm đặc biệt mà nó mang lại à, vậy tại sao kiều anh lại nói sản phẩm này tốt như vậy là bởi khi chúng ta sử dụng sản phẩm dầu xin xin thì nó sẽ không gây kích ứng hay là nóng rát khi chúng ta bôi lên vết thương và làm mát lạnh các vết bầm tím hay là côn trùng cắn của chúng ta Ờ, ngoài ra thì sản phẩm này khi sử dụng sẽ không gặp phải bất cứ một phản ứng phụ hay là tác dụng không đáng có nào cho da cả chính vì vậy sản phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng Ở sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ hàn quốc này thì khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ làm giảm từ từ các cơn đau nhức do xương khớp Ở ngoài ra nữa khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ không cần phải uống hay là kết hợp thêm bất cứ một loại thuốc nào cả bởi nếu như sử dụng sản phẩm này trong thời gian dài thì các cơn đau nhức do xương khớp sẽ được điều trị dứt điểm À, chính vì vậy bởi sự an toàn lành tính của nó mà nhiều người ưa chuộng sử dụng sản phẩm này hơn cả à, và nếu như bạn hay là những người thân của bạn đang gặp các vấn đề về đau nhức xương khớp thì kiều anh khuyên rằng nên sử dụng sản phẩm này ở ngoài ra thì chúng ta không cần tốn quá nhiều tiền cho bất cứ sản phẩm nào khác. Đối với dầu sản phẩm xin xin đến từ Hàn Quốc này, chúng ta chỉ cần phải bỏ ra 100.000 đồng cho sản phẩm này là đã có thể là hỗ trợ chữa được nhiều căn bệnh chẳng hạn như là bầm tím do hoạt động hay là đau nhức xương khớp như Kiều Anh vừa kể trên rồi. Quan trọng hơn, khi sử dụng sản phẩm này thì nó cũng không gây bất cứ một kích ứng nào khiến các bạn có thể là lo lắng cả. Về cách sử dụng sản phẩm này cũng vô cùng là đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng sản phẩm này xoa lên những nơi đau nhức là bị côn trùng cắn thôi là vết thương của bạn đã được hỗ trợ rồi. Ở ngoài ra thì với một sản phẩm như thế này ở phần đầu này thì sẽ có luôn massage để chúng ta massage lên vết thương hay là massage lên phần xương khớp để sản phẩm dầu này nó có thể là thẩm thấu nhanh hơn vào những nơi mà chúng ta đang bị đau nhức ngoài ra thì các bạn cũng có thể là sử dụng sản phẩm dầu này cho trẻ em thường xuyên bị côn trùng cắn và kiểu Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại, các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng chúng thôi đúng không ạ? và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm khi sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm dầu xin xin đến từ Hàn Quốc Korea Shop 24h với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.